Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu các bạn tham gia một trình này góp Clem 2.500.000 tốc căng max to căng nha các bạn. Thì mình cũng đã check qua dự án này các bạn. Thì còn 28 ngày nữa sẽ sàn ban cái cash swap nha các bạn. Thì con này nó trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Với giá là 0.01 BNB các bạn có thể min mua nha các bạn. 0.01 BNB thì được 1 triệu 1 ngàn, được 1 tỷ tốc căng max to căng các bạn. 10 BNB thì được 1 thiên hay. Ok, mình không quan trọng cái này nha các bạn. Thì mình cũng đã check qua thì nó cũng có airdrop nè các bạn. Có trên có contract BC scan, có Emonit này nọ, có GoMap này nọ đâu các bạn. Và hiện tại nó cũng có bán trên Pancake Swap, các bạn có thể hold trên Pancake Swap nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click cái phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn copy cái phần link dự án dưới phần link mô tả video mình các bạn. Rồi bạn mở địa chỉ chút qua với chút lên ra chọn vào trình duyệt đáp nè, các bạn dán cái link các bạn đã copy vào các bạn, rồi các bạn gỡ nè. Và hiện tại mình cũng đã có một kênh seller ở dưới kênh seller trên kênh Telegram, các bạn join sao để cập nhật những dự án các bạn. Khi nào mình bạn có kèo ngon gì mình sẽ up lên kênh seller của mình nha các bạn. Rồi đây thì mình không khuyến các bạn mua các bạn, thì những dự án này mang tính chất thủ số, các bạn claim free thôi các bạn. Thì các bạn đứt xuống nè các bạn. Các bạn bấm vào claim max to ra cần airdrop nè các bạn, bấm bấm kết nối nè. Hiện tại giá BNB rất là thụt nên các bạn claim rất là rẻ các bạn, tốn 0.1 à. Không, mình sẽ tốn với bạn là 0.00005, khoảng 0.1, 0.16 đô các bạn, bạn chấp thuận các bạn. Những dạng claim thế này đôi khi các bạn sẽ vô được 1-2 kèo 1-200 đô đó các bạn. Rồi, để mình chờ chút xíu nó về chứ. Ok, mình đi qua trang BC scan, mình kiểm tra con chắc của nó, mình đã về chứ các bạn. Rồi bấm gỡ các bạn. Rồi đã về nè bạn. Max mà đã về được 2.500.000 token max nè các bạn. Tổng cung của con này 3, 6, 9, 12, 15, cũng khá là nhiều nha các bạn. Để copy con chắc của nó nè các bạn. Hiện tại con này thì nó đang cập nhật update các bạn. Hiện tại có 1470 holder các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra các bạn. Các bạn copy con chắc cái phần link mô tả thứ hai mình, các bạn dán vào đây nè các bạn. Hiện tại thì nếu mà các bạn thêm tự động tiền mã hóa nó không vào thì các bạn bấm vào tự động thêm cái đồng tiền mã hóa các bạn. Các bạn dán địa chỉ hợp đồng của nó vào nè. Rồi các bạn bắt up qua tên và ký hiệu nè. Thông báo mát to cần nè. Ký hiệu cũng mát to cần luôn các bạn, số thập phần là 0. Máy này không quan trọng, để mình kiểm tra thôi các bạn. Tên ký hiệu cũng như nhau thôi, số thập phần 0. Rồi các bạn bấm vào làm xong nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 2.500.000 tốc căng max nè. Ok, các bạn duyệt bot up lên nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB smart chain của mình nè các bạn. Hiện tại giá của BNB nó đã có sự hồi giảm tăng cao rồi các bạn. Rồi, các bạn mở địa chỉ smart token của mình lại nè các bạn. Dán lại ra. Các bạn dán cái địa chỉ BNB smart chain của mình vào đây nè các bạn. S20 nè các bạn. Các bạn bấm vào red link nè. Các bạn copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp claim 2.500.000 token max. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.